Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Putin tuyên bố cứng rắn, giấc mơ Nga rút quân của Kiev sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hội nghị hòa bình Ukraine thất bại toàn diện, Nga nắm thế thượng phong trên chiến trường và ngoại giao. Nga công bố số vũ khí Ukraine bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc của người kế nhiệm Tổng thư ký NATO đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Mỹ sẽ đưa Patriot thế hệ mới đến Ukraine, vạch ra giới hạn không phận của F-16 cho lính Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng yêu cầu của Ukraine về việc Nga rút quân chỉ nằm trong mục đích kéo dài cuộc xung đột, bởi đó là cách duy nhất để chính quyền Kiev hiện tại có thể duy trì quyền lực. Trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 6, ông Putin đã nói với các phóng viên rằng nếu các cuộc đàm phán liên quan đến việc rút quân của chúng tôi, điều mà chế độ Kiev mơ ước thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tổng thống Nga nói thêm, vì chế độ Kiev không muốn từ bỏ quyền lực, không muốn từ bỏ bầu cử bình thường theo hiến pháp Ukraine, nên họ sẽ kéo dài mãi mãi các cuộc đàm phán ngừng bắn. Điều này có nghĩa là Kiev sẽ phải quan tâm đến việc quân đội của chúng tôi ở lại đó vì họ không muốn tổ chức bầu cử. Về nỗ lực đánh trả quân đội Nga khỏi Kharkov, ông Putin cho rằng việc Kiev ra lệnh giành chiến thắng trên chiến trường bằng mọi giá sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ phải chịu thiệt hại. Tổng thống Putin nói rằng Kharkov là một hoạt động mang tính chiến thuật mà Ukraine đang cố gắng miêu tả là chiến lược. Khi được hỏi về việc phương Tây từ chối điều khoản hòa bình mà ông đưa ra cho Ukraine vào tuần trước, ông Putin nói rằng đó là điều đúng. Ông nói, lúc đầu tôi cũng đang mong đợi một phản ứng như vậy. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Thời gian sẽ trả lời. Tất cả phụ thuộc vào tình hình thực tế diễn biến như thế nào. Nga luôn luôn sẵn sàng đàm phán trong khi Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ nước này phá hoại tiến trình Minsk và các cuộc đàm phán ở Istanbul. Ông Putin nói và lưu ý rằng các điều khoản mà ông đưa ra sẽ không có hiệu lực mãi mãi. Theo Tổng thống Nga, Ukraine phải công nhận chủ quyền của Nga đối với toàn bộ lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, cũng như các vùng Kherson và Zaporozhye, như được xác định bởi biên giới hành chính của họ tại thời điểm họ gia nhập Ukraine vào tháng 8 năm 1991. Thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Putin cho biết Kiev phải rút quân khỏi 4 khu vực và thông báo bằng văn bản cho Moscow rằng nước này không còn kế hoạch gia nhập NATO trước bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào có thể bắt đầu. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tố cáo đề xuất này là tối hậu thư, nhấn mạnh rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột là dựa trên công thức hòa bình của ông, tức là Nga phải đầu hàng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng lời đề nghị của ông Putin không được thực hiện một cách thiện chí và sẽ khiến cho Kiev phải trả nhiều đất hơn đáng kể. Ukraine và phương Tây nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hòa bình về Ukraine. Tuy nhiên, hội nghị này được xem là thất bại toàn diện khi không đạt được các mục tiêu đề ra, trong lúc Nga vẫn nắm thế thượng phong trên chiến trường và trong ngoại giao. Thoạt tiên, hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 không phải là một thất bại nếu dựa trên các yếu tố tiểu lạc quan của Tổng thống Ukraine Zelensky và các đồng minh phương Tây của ông. Và trong một trường bậc nào đó thì hội nghị này cũng đã giúp cho ông Zelensky hướng sự chú ý của công luận quốc tế vào xung đột Ukraine-Nga. Tuy nhiên, xét về hầu hết các mặt, kết quả của hội nghị này đều là thất bại và thất vọng cho Ukraine. Sự tham gia của quốc tế là rất hời hợt, thiếu sinh khí. Cụ thể chỉ có sự tham dự của 92 trong tổng số 160 quốc gia và tổ chức quốc tế được mời. Thông cáo cuối cùng của hội nghị cũng thấp hơn kỳ vọng cả về nội dung lẫn bên ký. Chương trình họp có bàn đến 3 vấn đề được nêu trong kế hoạch hòa bình 2022 của Tổng thống Ukraine, đó là an toàn hạt nhân, an ninh năng lượng và nhân đạo. Thế nhưng thông cáo cuối cùng của hội nghị không đề cập được kế hoạch đó của ông Zelensky, chứ chưa nói đến yêu cầu cốt lõi của ông là quân đội Nga phải rút hoàn toàn. Và người ta cũng không đạt được thỏa thuận nào về thời điểm tổ chức một hội nghị tiếp theo. Kiev và đồng minh phương Tây khăng khăng rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky là phương án duy nhất có thể đưa ra bàn thảo. Điều này mặc định ngăn cản bất cứ việc thảo luận nào đối với ít nhất là 7 vấn đề khác của các bên thứ ba. Các phương án kia bao gồm kế hoạch do Trung Quốc, Brazil, Indonesia và Vatican bảo trợ. Còn có các đề xuất được một nhóm các nước châu Phi đưa ra vào tháng 6 năm 2023. Đề xuất của Ả Rập Saudi được đưa ra vào tháng 8 năm 2023. Gần đây Trung Quốc và Brazil còn có thêm một đề xuất chung. Tất cả những đề xuất này đều không phải là sáng kiến của phương Tây và chủ yếu tập trung vào mục tiêu đạt được một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Ukraine và các đối tác phương Tây của họ tiếp tục xem việc đình chiến này
vào lúc này có lợi cho Nga. Lệnh ngừng bắn sẽ đóng băng xung đột của Ukraine trong trạng thái hiện nay và tạm thời chấp nhận những thành quả của Nga trên thực địa, bao gồm cả việc sáp nhập Crimea vào năm 2014. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã củng cố hơn nữa các tuyên bố chủ quyền của mình. Khi các phái đoàn lên đường tới Thụy Sĩ dự hội nghị hòa bình, Tổng thống Putin đã công bố các yêu sách đã được mở rộng này. Theo yêu sách của Nga thì Ukraine phải công nhận bán đảo Crimea và 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là thuộc về Nga. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh kia vào tháng 9 năm 2022. Vào tháng 2 năm 2023, có tới trên 80% người Ukraine loại trừ mọi thỏa hiệp với Nga trong vấn đề về lãnh thổ này, nhưng cho đến nay con số đó ước tính chỉ còn 58%. Thông cáo cuối cùng của hội nghị Ukraine phản ánh thái độ tương tự từ các quốc gia tham gia. Phương Tây tái khẳng định sự ủng hộ của mình trong thông cáo của các nhà lãnh đạo tại thượng đỉnh G7 tại miền Nam Italia. Thông cáo đó công khai sự ủng hộ tập thể của G7 đối với các nguyên tắc và mục tiêu chính trong công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, thông điệp gửi đi lại là mềm mỏng hơn so với thông cáo của Ngoại trưởng G7 vào tháng 11 năm 2023. Trong đó nói rằng hòa bình là bất khả thi nếu Nga không rút quân vô điều kiện. Nhưng dù sao, cách tiếp cận hiện nay của Ukraine và phương Tây cũng là sự điều chỉnh ở mức độ nào đó theo thực tế mới. Vị thế của Nga trên chiến trường và trong ngoại giao quốc tế hiện nay đủ mạnh để chống lại mọi áp lực của Ukraine và phương Tây muốn chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, sự ủng hộ của phương Tây vẫn thiên về ngôn từ. Trên thực tế, Tổng thống Mỹ Biden đã hoàn toàn không tới Thụy Sĩ để dự hội nghị về hòa bình ở Ukraine, dù ông đã có mặt ở châu Âu để dự hội nghị G7. Thủ tướng Canada Trudeau là nhà lãnh đạo G7 duy nhất tham dự cả hai ngày hội nghị Ukraine. Kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy hơn 26.000 máy bay không người lái UAV của các lực lượng Kiev. Tổng cộng số mục tiêu bị tiêu diệt kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt gồm 613 máy bay, 276 trực thăng, 26.008 UAV, 531 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.385 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.346 bệ phóng tên lửa đa nòng, 10.665 pháo giã chiến và súng cối, cùng 22.726 xe cơ giới quân sự đặc biệt. Hãng thông tấn TASS hôm 20 tháng 6 đã dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga. Còn theo hãng tin RT, trong cùng ngày 20 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm bằng tên lửa phóng từ trên không và UAV. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, đợt tấn công nhằm đáp trả những nỗ lực phá hoại cơ sở năng lượng của Nga của chính quyền Kiev và nhắm vào các địa điểm của Ukraine được sử dụng để sản xuất vũ khí cũng như thiết bị quân sự. Ukrenergo, nhà điều hành hệ thống truyền tải điện thuộc sở hữu của chính phủ Ukraine, cũng đã báo cáo thiệt hại ở một số khu vực bao gồm Kiev. Theo Ukrenergo, đây là đợt tấn công thứ 7 của quân đội Nga vào hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ ngày 22 tháng 3 và khiến cho tình trạng thiếu điện trở nên trầm trọng hơn. Việc cắt điện luân phiên đang được áp dụng trên toàn lãnh thổ Ukraine. Kể từ tháng 1, Kiev đã nhiều lần sử dụng UAV cảm tử tấn công vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, để đáp trả, Moscow quyết định tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Song theo ông, hoạt động tấn công của Nga được bắt đầu sau khi thời tiết ấm hơn để việc mất điện không gây ra mối đe dọa nhân đạo. Cũng trong đêm 19 tháng 6, loạt UAV Ukraine đã bị đánh chặn ở các khu vực Adygea, Bryansk, Krasnodar, Rostov, Belgorod và Oryol của Nga. Tuy nhiên, UAV Ukraine đã gây thiệt hại cho cơ sở dầu mỏ ở vùng Tambov và Adygea. Trong khi đó, một phụ nữ ở vùng Krasnodar của Nga đã thiệt mạng do bị UAV của Ukraine rơi trúng nhà. Đương kim Tổng thư ký NATO Stoltenberg đánh giá Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hiện là một ứng cử viên nặng ký để thay thế mình, đồng thời cho biết việc lựa chọn Tổng thư ký mới của NATO sắp hoàn tất. Mark Rutte, Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm, có khả năng trở thành người đứng đầu NATO tiếp theo, có mối quan hệ tốt với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giới quan sát cho rằng điều này có thể giúp NATO thoát khỏi các bế tắc với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine, bất kể ai giành được nhà thắng. Trước đó, ngày 18 tháng 6, truyền thông Hà Lan đồng loạt đưa tin Thủ tướng Mark Rutte sẽ trở thành Tổng thư ký mới của NATO, thay thế ông Jens Stoltenberg, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 tới. Cơ hội để ông Rutte thay thế cho ông Jens Stoltenberg, người sẽ từ chức vào tháng 10, đã tăng lên sau khi Hungary và Slovakia cho biết rằng họ sẽ ủng hộ việc đề cử ông lãnh đạo Liên minh 32 quốc gia này. Romania, quốc gia có Tổng thống Klaus Iohannis, cũng là một ứng cử viên, là thành viên duy nhất phản đối việc ông Rutte ứng cử.
Trong khi đó, đương kim Tổng thư ký NATO Stoltenberg cũng đánh giá ông Rutte hiện là một ứng cử viên rất năng ký để thay thế mình, đồng thời cho biết việc lựa chọn Tổng thư ký mới của NATO sắp hoàn tất. Theo nhà quan sát này, ông Rutte đã trở nên cứng rắn hơn với Nga trong những năm gần đây. Cá nhân tôi không nghĩ ông ấy là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng ông ấy là ứng cử viên ít gây khó chịu nhất cho tất cả các bên. Nhà quan sát Hilton thì cho rằng nếu ông Rutte trở thành người đứng đầu NATO thì ông sẽ được Tổng thống Zelensky và Kiev nhìn nhận một cách tích cực. Giống như ông Stoltenberg, ông Rutte có thể sẽ sử dụng ngoại giao để trấn an các đồng minh dọc sườn đông NATO. Nhà quan sát Hilton cũng nhận định một khía cạnh vẫn chưa được quyết định là liệu việc bổ nhiệm ông ấy sẽ mang lại lợi ích hay tác động tiêu cực đến chính phủ sắp tới của Hà Lan. Cho đến khi nổi các quyết định, cần có thêm thời gian trước khi suy đoán xem điều đó có ý nghĩa gì đối với Ukraine và chi tiêu quốc phòng. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh tin tức PBS, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tiết lộ kế hoạch về tiêm kích F-16 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm vào tuần trước. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tuyên bố các máy bay chiến đấu F-16 do Washington chuyển cho Kiev sẽ chỉ được triển khai trên lãnh thổ Ukraine. Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine tiêm kích F-16 vào cuối năm nay. Kiev nhiều lần nói rằng máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp có thể triển khai bên ngoài Ukraine, trên lãnh thổ của các nước NATO láng giềng, vì ở đó nơi chúng sẽ an toàn. Tuy nhiên, ông Sullivan cho biết kế hoạch là đưa F-16 đến Ukraine và thỏa thuận an ninh song phương được lãnh đạo Mỹ và Ukraine ký kết đã củng cố quan điểm này. Hôm 19 tháng 6, hãng tin Blick của Thụy Sĩ đã đưa tin hệ thống tên lửa Patriot thế hệ mới PAC-3 do Mỹ sản xuất cho Thụy Sĩ sẽ được vận chuyển đến chiến trường Ukraine giữa lúc quân đội Kiev đang cạn kiệt kho dự trữ vũ khí. Thụy Sĩ có đơn đặt hàng trị giá 340 triệu đô la Mỹ với Washington cho biến thể tên lửa PAC-3. Các nguồn tin cho rằng Mỹ đã quyết định trì hoãn việc giao hàng đến Thụy Sĩ và thay vào đó gửi loạt tên lửa thế hệ mới đến Ukraine. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga vào các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng nước này. Tên lửa PAC-3 là loại tên lửa tiên tiến nhất được hệ thống phòng không Patriot sử dụng và có hiệu quả chống lại tên lửa đạn đạo. Tên lửa dài 5,2m, đường kính thân 25cm, sải cánh 50cm với tốc độ tối đa khoảng 6.500 km/h. Được nâng cấp từ PAC-2, PAC-3 có thể tăng cường khả năng của tên lửa Patriot trong thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới, góp phần mở rộng không gian chiến trường, nâng cao độ chính xác và khả năng sát thương của mục tiêu nhờ có sở hữu tầm bay tối đa khoảng 15.000m, mỗi tên lửa có giá khoảng 1,4 triệu đô la Mỹ. Hiện nay hầu hết các đồng minh của Mỹ như Ai Cập, Đức, Hy Lạp, Israel, Nhật Bản và Hà Lan đều đang sử dụng tên lửa Patriot để bảo vệ không phận. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!